này. Chúng ta sẽ tham quan cái vườn lan triệu đô ở Nam Định. Một cái vườn lan rất là đẹp luôn. Đấy các bạn này. Đây toàn những gỗ. Gỗ để nuôi trồng lan. Đây là lan tai châu để chơi Tết đây mọi người này. Hoa rất đẹp luôn. Sao hoa có hai màu này Tuyến này? Nó hai loại. Hai loại hả? Ừ. À, tưởng nó cùng một cây. Không. Họ ghép rồi chứ. Một cái cục này giờ có giá bao nhiêu? Giá chắc nó rơi vào tầm cỡ 30 triệu. 30 triệu một cục to này đấy hả? Một cục to này. Quan trọng là bao nhiêu ngọn? Tính ngọn tiền. 30 triệu một cục to này thì các bạn, lan tai châu. 30 triệu đấy, nói chung là nó tùy, nếu ngọn dài thì nó nhiều tiền, ngọn ngắn nó ít tiền. Rất quy củ các bạn. Nhà này chuyên lan. Thơm lắm, nhiều lắm, toàn tai châu luôn. Mình phải lắp cái cây gimbal ở đây mình đi thì nó mới ấy được. Đến đây sẽ là Tuyến này. Mình phải có người giới thiệu mình mới biết, vậy thì mình không am hiểu về lan lắm. Đây là loại lan gì đây? Đây vẫn là lan tai châu à? Tất cả khu đây là lan tai châu. À, đây đều là khu lan tai châu hết à? Chia khu đó. Đẹp quá các bạn. Đây là một vườn lan nhá. Và đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cái vườn lan đẹp như này đấy các bạn này. Hoa lan tai châu. Và đây là những cái thức ăn cho nó đấy. Cái này là phân dê à? Phân dê. Phân dê đấy các bạn. Mình sẽ soi kỹ cho mọi người cùng coi. Chủ nhân của vườn lan này tên là gì đây? Vào đây thơm lắm các bạn. À, chủ nhân của vườn lan này là Hoàng Văn Luật nhé các bạn nhé. Hoàng Văn Luật. Vào cái vườn lan này thơm lức luôn các bạn. Thơm nhức mũi luôn đấy. Chắc ông anh này là ông anh vợ thôi. Ông anh vợ của thằng bạn mình đấy các bạn. Họ Hoàng với vợ nó cũng là ở họ Hoàng mà. Quá đẹp luôn này. Mình soi kỹ cái hoa cho mọi người coi. Đấy, cận cảnh luôn. Đây là cái vườn lan rất có giá trị. Vào đây rất thơm các bạn. Rất nhiều hoa nha. Bên dưới là ao à? Bên dưới là ao. Đi ra đây xem nào. Ao cho nó mát. Đi hết một lượt đi xem nào. Đấy, quay hết đi. Nhưng mà tao không biết ấy tên. Mày giới thiệu xem nào. Chồn, cáo. Chồn. Ví dụ đây, ở đây dưới này là ao đây à? Ao. Đi đi một loạt xem nào. Đây là hoa gì đây? Lan gì đây? Đâu? Đây. Thạc vĩ. Hả? Thạc vĩ. Thạc vĩ hả? Thạc vĩ này có giá trị cao? Rẻ thôi. Giá thôi hả? Cái loại này thì hàng chậm. Thôi đi vào cái này bông bao bông bênh. Đỏ đấy. Đỏ rồi hả? Ừ. Đây các bạn này, mình sẽ coi tầng dưới, tầng trên cho mọi người coi nhá. Lẫy đấy. À, các bạn ạ. Đó là hơi bị nguy hiểm đấy. Lan nào là lan tròn? Tròn đâu? Đây à? Đấy. Đây là tròn đây à? Đấy. Tròn này các bạn này. Tròn có cáo không? Có cáo. Cáo đâu? Đi đi ra hết ngoài kia xem nào. Còn cái ngoài này là gì đây? Hoa vàng. Hoa vàng này. Châu đấy. Vẫn là tai châu à? Châu. Châu nhiều màu nhỉ? Mỗi cái giỏ này giá khoảng bao nhiêu? Giá ít thôi, mấy trăm nghìn một giỏ. Đấy, mấy trăm nghìn một giỏ này, chỗ này phải đến hàng nghìn giỏ các bạn. Đây. Tai châu này mọi người này, đấy, tai châu. Quay cho mọi người coi, một trong những cái vườn lan số 1 của Nam Định. Chỗ này phải đây là kỳ điểm. Nói chung là những cái này tao biết ít thôi, nhưng mà chủ yếu tao biết kỳ điểm.
Còn bên dưới này là cũng là tai trâu hết à? Đấy. Đấy các bạn. Cái dòng hoa trên này này. Bên này thì giống nhau hết. Đây vào đây nhân giống đây. Đẹp quá này. Tổng giá trị vườn lan này là bao nhiêu? Nó rơi vào tầm tỷ. Mấy tỷ? Đôi tỷ. Đôi tỷ à? Đấy, trị giá của vườn lan này đôi tỷ đấy các bạn. Thế mà nó bốc phét tôi triệu đô. Triệu đô bây giờ là hai mấy tỷ đấy. Chúng ta sẽ đi thăm tiếp nhá. Đây các bạn này. Ở đây người ta đang ươm giống khá là nhiều luôn. Cái lan nhỏ nhỏ này gọi là gì đây? Đây này. À, nhỏ đấy á. Ờ. Phi điệp. Đây phi điệp. Toàn phi điệp không. Đây phi điệp này. Phi điệp hết à? Wow. Toàn phi điệp không à? À, nhiều quá nhỉ. Thế hả? Dã man. Còn cái này đang ươm là cũng là phi điệp luôn à? Đấy, đang giống này. Vườn này. Vườn này đã đến mấy tỷ rồi các bạn. Tí nó vào vườn kia nó rộng. Thế hả? Còn đây chủ yếu là phi điệp với lại tai trâu đúng không? Đây này là loại này là loại rồng đỏ. Rồng đỏ đây hả? Đây đây. Đang nhân giống loại rồng đỏ. Còn đây là cứt ấy à? Phân dê. Phân dê à? Cứt con dê đấy các bạn. Rất lắm. Còn ở đây toàn là tai trâu các bạn này, tai trâu. Cái này có bán không hay để có chơi thôi? Đang bán đấy. Giá nó rơi vào tầm 2 triệu đó, giỏ đâu. 2 triệu một giỏ các bạn. 2 triệu một giỏ. Một giỏ lan tai trâu. Hoa rất nhiều luôn. Nó có khoảng 1 2 3 4 5 này. 8 9 10. Rất nhiều hoa. Rất đẹp. 2 triệu một giỏ nhá các bạn. Ai có nhu cầu liên hệ. Đây đúng là vườn lan tiên tỷ đấy các bạn. Vườn lan tiền tỷ của một chủ nhân ở xã Lam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hôm nay trời oi quá. Đây là rồng đất à? À rồng đỏ. Đây là phi lan. Phi điệp. Phi lan hồ điệp đấy. Mình phải đi từ từ thì mình mới quay hết được. Kia đi nhanh quá. Phi điệp đẹp quá nhỉ. Nhưng mà phi điệp này chưa có hoa. Chưa, tháng 3 tháng 4 mới có. À tháng 3 tháng 4 à? Mà đi qua thơm thế nhỉ, không có hoa mà cũng thơm. Hoa này là tai trâu. Có tai trâu hết à? Tai trâu nó ra hoa nó mới thơm. À. Có mua làm đỏ và chơi. Không. Còn cái ấy này là ấy đây. Phi điệp. Phi điệp hết à? Ừ. Mẹ phi điệp này tôi nói mà dàn hoa này nó ra nó thơm một mười tai trâu. Thế hả? Đấy, phi điệp đấy các bạn này. Hoành tráng quá. Đấy, mấy tầng luôn. Hai tầng. Đầu tư cái dàn này cũng hơi khá nhiều tiền đấy nhỉ. Dàn á? Ừ. Quá. Quá nhiều tiền luôn. À. Đầu tư cái dàn này cũng hơi ạ. Thẻ máy nhỉ. Quay đi sang bên kia quay. Rồi. Sang bên chỗ này quay. Còn cái loại này là loại gì đây? Chưa, vẫn là phi điệp ạ. Ở đây nhiều những cái vỏ cây này, vỏ cây nhãn này. Thông. Thông à? Đây là toàn là vỏ thông không? Sang kia mới quay cái nhà mấy bao. Mình sẽ sang cái vườn thứ hai còn hoành tráng hơn nha các bạn nhá.
Cái vườn này mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.